lúc này satoshi và người bạn đồng hành pikachu đang trên đường đi theo chuyến hành trình không rõ đích đến của mình trong lúc đang băng qua những tảng đá nhô lên trên con suối chảy ngang đường satoshi không may trượt chân té và bị một đám cá coi kinh cắn mông chứng kiến cảnh tượng này pikachu không khỏi giấu nổi mà trực tiếp bật cười thành tiếng pikachu sau đó sử dụng điện áp của mình trực tiếp phóng về phía đám coi kinh và đánh đuổi chúng khỏi người satoshi nhưng đồng thời cũng khiến cho nhà huấn luyện của mình bị cháy đen thui cả hai sau đó trong lúc đang đu dây leo băng qua rừng thì vô tình chạm trán với một chú cô côn cô côn đột nhiên tiến hóa ngay khi được satoshi chạm vào và trở thành một chú ong sờ pia sờ pia giơ hai mũi giáo về phía satoshi và cẩn thận thăm dò sau khi chắc chắn rằng cậu không có ác ý thì nó mới chịu bỏ đi Lúc này tại căn nhà của Satoshi, giáo sư Okido đạp xe ngang qua và hỏi thăm mẹ Satoshi về tình hình của cậu. Mẹ Satoshi nói rằng cậu hiện đang trên chuyến hành trình đi tìm kiếm thêm những người bạn của mình. Lúc này Satoshi và Pikachu đương nằm hóng mát dưới một tán cây thì bất ngờ bị nhóm đội hỏa tiễn đánh úp. Chúng sử dụng một chiếc lưới bắt giữ Super DX có thể hấp thụ mọi đòn tấn công của Pikachu. Satoshi gọi ra Noi Ven và yêu cầu cậu sử dụng đòn sóng bạo âm trực tiếp tấn công nhóm hỏa tiễn, nhưng chúng đã kịp thời phản đòn bằng Pokemon Sonat. Satoshi không hề nao núng lại gọi ra thêm Pokemon khác là Donphan và đánh bật đòn phản công của Sonat. Cuối cùng để kết thúc trận đấu, thằn lằn cỏ Chu Can đã được Satoshi cho lên sàn. Bằng đòn tấn công diệp đao của mình, Chu Can nhanh chóng cắt phăng được chiếc lưới bẫy Pikachu. Chỉ chờ có thế, Satoshi liền ra lệnh cho Pikachu sử dụng điện 10 vạn vôn giật cháy máy đội hỏa tiễn. Trong lúc đội hỏa tiễn đang bay lên trời bởi đòn tấn công của Pikachu, chúng đã vô tình va phải một Pokemon huyền thoại là Latias. Latias sau đó liền đâm sầm xuống một ao nước gần đó. Tiếng động này nhanh chóng được Satoshi và những Pokemon khác chú ý. Sau khi tới nơi cậu phát hiện ra Latias thì liền gọi ra Buosei để phụ mình đưa Latias lên bờ và tiến hành sơ cứu tại chỗ. Tối đó nhóm đội hỏa tiễn trong lúc đang đi thăm dò thì vô tình phát hiện ra Pokemon huyền thoại Latias hiện đang nằm dưỡng thương cùng nhóm Satoshi. Chúng ngay lập tức ấp ủ một kế hoạch đánh bắt Latias vô cùng thâm độc khác. Sáng hôm sau Latias vừa tỉnh lại thì lập tức đập cánh bay vút lên không trung. Mặc cho Satoshi và những Pokemon khác đều ra sức giải thích rằng họ là bạn và chỉ đang muốn giúp đỡ Latias. Đột nhiên một chiếc vòi hút xuất hiện từ phía sau và tóm gọn Latias. Satoshi vì muốn bảo vệ cậu ta mà cũng bị bắt theo cùng. Bọn chúng đắc chí rằng với Satoshi đóng vai trò làm con tin thì nhóm Pikachu và những Pokemon khác của cậu ta sẽ không dám manh động. Tuy nhiên Satoshi đã trực tiếp ra lệnh cho Pikachu sử dụng điện 10 vạn vôn vào mình để phá vỡ chiếc lồng chứng kiến đức tính tốt bụng này của Satoshi, Latias không khỏi giấu nổi vẻ sừng sốt. Sau khi chiếc lồng bị phá vỡ, cậu liền túm lấy Satoshi rồi nhanh chóng bay đi. Noi ven theo lệnh của nhà huấn luyện trực tiếp xong ra sóng bạo âm thổi bay khinh khí cầu của đội hỏa tiễn. Một lần nữa âm mưu đánh bắt Pokemon của chúng lại bị Satoshi và những người bạn ngăn chặn. Latias sau đó gật đầu cảm ơn Satoshi rồi nhanh chóng rời đi. Cậu và Pikachu lại tiếp tục chuyến hành trình của riêng mình trên con đường gặp gỡ những người bạn mới và Pokemon mới. Satoshi quyết định dừng chân tại một bờ biển. Cậu cho gọi các Pokemon của mình ra và để chúng thỏa sức chơi đùa vì lâu rồi cả bọn chưa được tắm biển. Pikachu trong lúc đang ngoe nguẩy cái đuôi của mình dưới nước thì bất ngờ bị một con Pokemon là Udepo tấn công. Hegani nhận thấy bạn thân của mình bị bắt nạt liền xông vào sử dụng càng tấn công liên tục về phía Udepo. Satoshi sau khi quan sát kỹ thực lực của Udepo thì quyết định sẽ thu phục cậu một sợi dây câu quấn chặt lấy tay cậu và ngăn cản Satoshi lại. Thì ra người đã ngăn cậu lại chính là cô bạn thân Kasumi. Kasumi tuyên bố rằng mình sẽ thu phục Udepo trước Satoshi. Tuy nhiên vì mải nói chuyện nên cả hai đã để sổng Udepo trốn xuống biển. Sau đó là một cuộc hội ngộ của các Pokemon của Satoshi và Kasumi. Thì ra sau khi theo dõi trận chung kết của Satoshi, Kasumi đã không khỏi giấu nổi phấn khích và quyết định giao lại hội quán Hanada cho các chị lo liệu rồi bắt đầu đi du hành giống cậu. Trong lúc đi ngang qua đây thì cô đã gặp được Udepo và 5 lần 7 lượt đều chạm chán với Pokemon này. Dần ra Kasumi trở nên có tình cảm với Udepo và cho rằng cả hai đang được kết nối với nhau bằng sợi tơ hồng định mệnh. Tuy nhiên Satoshi nói rằng mình cũng muốn thu phục Udepo, cả hai đã quyết định mở một cuộc thi câu cá. Mặc dù Kasumi là người kéo được Udepo lên trước nhưng cô bé lại nhanh chóng bị chú Pokemon họ tôm này kéo ngược lại xuống nước đến lượt satoshi tuy đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn chút nào ngoài biển một con tàu ngầm coi kinh bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng bắt được udepo bằng cần câu của chúng đội hỏa tiễn xuất hiện với dáng vẻ đói ăn và nói rằng chúng chỉ muốn lấy phần càng của udepo để đem về làm thịt hegani nghe vậy thì trực tiếp xông tới chém phăng dây câu của đội hỏa tiễn và thành công giải cứu cho người bạn mới quen của mình cả hai phối hợp cùng nhau và ra đòn thổi bay đội hỏa tiễn lên không trung trận đấu phân định xem ai sẽ là chủ nhân của udepo sau đó lại được tiếp tục Kasumi triệu hồi ra chú ếch Nizo Zotono. Satoshi thì quyết định sẽ đưa Hegani lên sàn đấu, khởi đầu bằng búa cảng cua. Hegani dễ dàng phá vỡ đòn tấn công của Nizo Zotono. Chú tôm Hegani sau đó sử dụng thủy lưu phản lực bay vòng quanh ếch Nizo Zotono và khiến cậu ta bị hoảng loạn. Tuy nhiên sau khi nghe lời Kasumi, Nizo Tojo đã kịp ổn định tinh thần và chặn đứng búa càng cua của Hegani rồi tung đòn chấm dứt trận đấu. Udepo sau đó đã được Kasumi thuần phục, tuy nhiên cậu lại tự ý thoát khỏi bóng poke và hội nhóm với Hegani. Kasumi vì không nỡ chia rẽ đôi bạn thân này nên đã xin phép được đi cùng Satoshi. Hành trình của cậu giờ đây lại thêm phần sôi động hơn khi có thêm người bạn đồng hành cùng. Nhóm Satoshi hiện tại đã đi đến một vùng núi được bao phủ bởi lớp tuyết vô cùng dày đặc. Họ quyết định dừng chân tại một con thác để ngắm đàn cá coi kinh vượt thác. Mặc dù ngọn thác đã bị đóng băng không rõ lý do từ sớm nhưng vẫn không thể ngăn nổi cuộc vui của Michu Mazu và Pikachu. Đột nhiên Michu Mazu vô tình làm rơi kiếm vỏ sò. Một Pokemon hệ băng gần đó là chú gấu Tunbe đã nhặt được và trả lại cho Michu Mazu. Satoshi toan tiến lại gần để cảm ơn Tunbe vì đã giúp Michu Mazu thì đột nhiên một luồng băng đông cứng dưới chân cậu và Pikachu cùng Michu Mazu. Tunbe thấy vậy thì nhắm mắt rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi chỗ khác. Satoshi liền triệu hồi ra Pokemon Fiazo và nhờ nó làm tan lớp băng bằng chiêu thức thân thể lửa. Satoshi nói rằng cậu cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt của Tunbe nên nhất quyết muốn đi gặp chú Pokemon kia cho bằng được. Nhóm Satoshi sau đó liền triệu hồi ra các Pokemon để phá vỡ lớp băng cản đường. Trên đường đi họ gặp vô số những Pokemon khác sống ở đây và bị hóa băng bởi Tunbe. Satoshi nhanh chóng nhờ các Pokemon hệ lửa của mình giúp làm tan lớp băng trên người chúng và giải cứu chúng thành công. Cuối cùng thì cậu cũng gặp lại được Tunbe. Thì ra chú Pokemon này sở hữu sức mạnh băng khá là to lớn nhưng lại không biết cách điều khiển thuần thục. Chính vì thế Satoshi quyết định ra tay chỉ dẫn cho Tunbe để cậu ấy có thể kiểm soát sức mạnh của mình tốt hơn. Mặc dù đã rất cố gắng làm theo lời của Satoshi và chỉ dẫn của Pikachu, Tunbe vẫn để xảy ra sai sót và khiến cả hai bị đóng băng một cách vô tình. Cũng may là có Gao Gaen và Fia Dâu truyền nhiệt giúp làm tan chảy lớp băng của Tunbe. Michu Mazu đột nhiên có ý kiến, cậu cho rằng Tunbe nên thử tạo ra kiếm vỏ sò của riêng mình. Đây cũng là một bài tập giúp rèn luyện cách điều khiển sức mạnh thuần thục. Tuy nhiên vào lúc Tunbe gần như làm được thì cậu lại thất bại, đã thế còn khiến cho sức mạnh băng bùng phát dữ dội và đóng băng cả Gao Ogen cùng với Fia Zou. Tunbe vô cùng buồn bã trực tiếp chạy ra giữa hồ mà gầm lớn. Satoshi cùng Pikachu và Michu Mazu liền chạy ra ôm lấy Tunbe an ủi. Đột nhiên lớp băng trên thành hồ bị vỡ nát và cả bốn người sau đó liền rơi xuống vực. Satoshi may mắn chỉ bị chặt chân nhờ có Tunbe bảo vệ. Tunbe yêu cầu Satoshi và hai Pokemon của cậu leo lên lưng mình để cậu trèo lên vách băng và thoát khỏi đây. Trong lúc đang trèo lên thì Tunbe không may trượt móng té xuống dưới. Cậu liền phóng ra một tảng băng khổng lồ trong vô thức và đứng vững trên nó. Satoshi nhận ra Tunbe đã điều khiển được sức mạnh theo ý mình liền động viên cậu và chỉ cho Tunbe cách sử dụng nó để tạo ra những cầu thang băng thoát khỏi vực sau khi lên khỏi mặt đất. Tunbe tiếp tục việc luyện tập của mình và tạo ra được những chiếc kiếm vỏ sò vô cùng tinh xảo. Các Pokemon khác vô cùng yêu thích món đồ này liền xóa bỏ hiềm khích cũ và nhanh chóng kết bạn với Tunbe. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể cùng nhau ngắm nhìn đàn cá coi kinh vượt thác. Satoshi lúc này đã đi đến một thành phố cảng. Tại đây họ bắt gặp một tấm áp phích quảng cáo cho buổi diễn của chú Pokemon đồng hành cùng mình năm xưa là rùa Zenigame. Hiện giờ chú rùa này đã là thủ lĩnh của đội cứu hỏa Zenigame và được tham gia sự kiện làm chủ tịch cứu hỏa trong một ngày cũng như huấn luyện chữa cháy ở nhiều thành phố. Satoshi liền nhanh chóng gọi Jali Zadon và Fushiji Dane để cho cả hai biết tin về người bạn đồng hành cũ của họ. Đội hỏa tiễn lúc này hiện đang làm quản lý cho đội cứu hỏa Zenigame. Nhờ vào việc bán các ấn phẩm của nhóm, chúng đã kiếm được rất nhiều tiền. Thật bất ngờ là chúng cũng kiêm cả vai phản diện trong vở kịch của đội cứu hỏa Zenigame. Tuy nhiên nhóm năm chú rùa mới là nhân vật chính, ngay khi họ vừa xuất hiện thì cả khán đài reo lên những tiếng kêu hò cổ vũ. Rùa Zenigame thấy Satoshi và những người bạn Pokemon cũ của mình thì cũng không khỏi giấu nổi vẻ phấn khích mà diễn hăng hái hơn trước. Nhóm Satoshi liền tới năn nỉ đội quản lý hỏa tiễn với mong muốn được gặp lại người bạn cũ Zenigame. Tuy nhiên chúng từ chối và nói rằng các chú rùa còn bận về nghỉ dưỡng tại khách sạn. Satoshi và những người bạn khác sau đó liền buồn bã rời đi. Rùa Zenigame thấy nhóm Satoshi bỏ đi mà không một lời từ biệt liền đứng lặng người, bữa ăn hôm đó. Zenigame cảm thấy không ngon miệng chút nào, dường như cậu đang buồn vì hiểu lầm rằng nhóm Satoshi đã không còn coi mình là đồng đội cũ nữa. Lúc này Satoshi và những người bạn khác đã tìm tới khách sạn nơi nhóm rùa cứu hỏa đang dùng bữa. Đội hỏa tiễn cho rằng Satoshi đang muốn lấy lại Zenigame liền ra sức ngăn cản cậu vào trong. Lizardon và Fushiji Dane gặp lại bạn rùa Zenigame của mình sau lâu ngày xa cách tuy nhiên thay vì gặp lại nhau trong sự thân thiện cả ba đột nhiên chuyển sang xích mích với nhau và ra đòn tấn công kết quả là satoshi và pikachu lãnh đủ Lizardon và fushigidane cũng vì tức giận mà rời đi không nói một lời rùa zenigame mặc dù đã được satoshi nhắc khéo nhưng vẫn giữ thái độ tức giận nhóm satoshi lúc này đang dùng bữa ở một quán ăn ven đường satoshi vô cùng thắc mắc không biết tại sao cuộc hội ngộ của những người bạn cũ lâu năm lại thành ra như vậy cả ba pokemon đều đã từng sát cánh bên nhau cùng chiến đấu vào sinh ra tử cơ mà nhóm hỏa tiễn lúc này đang cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của nhóm satoshi chúng cho rằng satoshi và những người bạn hiện đang có tâm trạng không vui nên đã để lộ nhiều sơ hở và trực tiếp bắn một phát tên lửa lưới với âm mưu tóm gọn pikachu không may thay cú bắn đã bị trệch mục tiêu và chuyển hướng sang một chú pokemon làm việc công trường gần đó kết quả là đội hỏa tiễn đã bị chú pokemon này ném văng ra ngoài trái đất và đang xuất khỏi server. lúc này một đám cháy bất ngờ xuất hiện tại nhà kho gần bến cảng các thành viên nhóm đội rùa cứu hỏa Zenigame liền có mặt và nhanh chóng giúp cảnh sát dập lửa tuy nhiên ngọn lửa là quá to và genigame có phần chùn bước đúng lúc này nhóm Satoshi liền có mặt và động viên genigame rồi phụ giúp cậu một tay lizardon cùng với Fushiji Dane cũng bỏ qua hiểm khích mà cùng người bạn đồng hành cũ giải cứu thành công cho các pokemon bị mắc kẹt và dập được ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội Nhóm rùa cứu hỏa sau đó phải rời đi đến thành phố khác để tiếp tục lưu diễn. Jenny ôm trầm lấy Satoshi cùng những người bạn Pokemon khác của mình chào tạm biệt trước khi rời đi. Satoshi và Pikachu lúc này đang nằm dài dưới tán cây tận hưởng khoảnh khắc vô cùng thư thả bình yên của mình. Đột nhiên một chiếc lưới từ trên trời phóng xuống và tóm gọn cả cậu lẫn Pikachu. Thì ra lại là đội hỏa tiễn cùng với âm mưu đánh cắp Pikachu của chúng. Satoshi liền gọi ra Pokemon Sutacha và yêu cầu cô sử dụng bão lá để cắt phăng tấm lưới. Thật không may là chỉ mình Satoshi bị rơi ra khỏi tấm lưới còn Pikachu và mèo Nian đã bị thổi bay sau vụ nổ robot của đội hỏa tiễn bởi đòn tấn công của Sutacha. Pikachu và mèo Nian lúc này đã bị thổi bay và rơi xuống một con sông cách đó khá xa. Pikachu phát hiện ra chiếc nóng của Satoshi cũng bị văng theo cùng cậu và đang bị kẹt trên mỏm đá nên liền nhanh chóng bơi lại gần để lấy nó. Rắc rối chưa dừng lại ở đó khi cậu và mèo Nian bị một con rồng cá chép truy đuổi buộc cả hai phải bơi vượt thác để bỏ trốn. Mèo Nian sau đó quyết định đình chiến với Pikachu cho tới khi cả hai gặp lại được đồng đội của mình. Tuy nhiên âm mưu thực sự của nó lại là hội nhóm với Musashi và sẽ cùng họ tóm gọn Pikachu. Đột nhiên Pikachu tức tốc chạy vọt đi buộc Nian phải bám theo sau. Satoshi cũng vậy, cậu như có thần giao cách cảm có thể cảm nhận được Pikachu đang đi về hướng nào liền nhanh chân bám theo. Lúc này mèo Nian đã thấm mệt và không thể nào đi nổi nữa. Nian phát hiện ra một lùm cây chứa đầy quả ô gian mọng nước. Tuy nhiên trong lúc tranh chấp với bầy chim sờ pia dâu gần đó, Mèo Nian và Pikachu vô tình chọc giận chúng và bị cả đám rượt đuổi buộc phải chạy xuống một cái hang gần đó để bỏ trốn. Không may thay chiếc mũ của Satoshi mà Pikachu mang theo đã bị thổi bay trong lúc chạy loạn. Nhóm Satoshi lúc này cũng đã tìm tới được lùm cây Ozan và phát hiện ra dấu vết xô sát của Pikachu cùng với Mèo Nian. Pikachu nói một cách quả quyết với Mèo Nian rằng cậu muốn tìm lại được chiếc mũ của Satoshi. Một chú Pokemon sâu là Katebai sau đó nói với Pikachu rằng chú đã thấy chiếc nón của Satoshi bay ngang qua đây. Pikachu liền nhờ Kate bay chỉ đường. Tuy vậy vì là sâu nên Kate bay bò rất chậm. Lúc này nhóm Satoshi phát hiện ra chú chim sờ pia dâu đang bị thương nên liền nhanh chóng băng bó cho nó. Họ cũng phát hiện ra một chú Pokemon chuột khác là Kozata đang đói bụng và nhanh chóng đưa miếng phô mai cho Kozata ăn. Kozata sau khi ăn xong liền trả ơn cho Satoshi bằng cách giúp cậu đi tìm Pikachu. Lúc này Pikachu đã tìm tới một tán cây to lớn vốn là tổ của rất nhiều con Fushide. Pikachu liền cẩn thận trèo nhẹ nhàng gión rén lên trên tán cây và lấy chiếc mũ rồi trèo xuống. Thật không may đám Fushide đã phát hiện và phóng ra những mũi kim độc trúng mèo Nian trong lúc cậu bỏ chạy cùng Pikachu và Katebai. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Takeshi nói rằng cả nhóm nên nghỉ ngơi rồi mai hãng dậy sớm đi tìm Pikachu sau. Về phần Pikachu, nhờ có sự giúp đỡ của các Pokemon cỏ gần đó, cậu đã tìm ra quả giải độc Momo cho mèo Nian. Tối đó cả Pikachu và Satoshi mỗi người ở một nơi nhìn ngắm ánh trăng và nghĩ về những kỷ niệm cả hai cùng bên nhau suốt bao chuyến hành trình. Sáng hôm sau ngay khi bình minh vừa ló dạng, Satoshi và Pikachu theo tiếng lòng đã chạy tới và ngay lập tức gặp lại nhau sau khoảng thời gian ngắn xa cách. Mèo Nian lúc này cũng đã hội nhóm với đội hỏa tiễn sau đó rời đi và thề rằng lần tới nhất định sẽ tóm Pikachu bằng được. Trong lúc đang chơi đùa cùng bầy hô Ezuko gần bãi biển, nhóm Satoshi gặp lại người bạn cũ là Laplay. Láp lây ra hiệu cho Satoshi cùng cả nhóm nhanh chóng leo lên lưng mình Láp lây chở Satoshi và những người bạn tới một vách đá gần đó tại đây cậu phát hiện ra một chú pokemon Hoezu không biết vì lý do gì mà kẹt trong hồ đá lúc này nhất cử nhất động của họ đều bị nhóm đội hỏa tiễn bí mật quan sát thông qua chiếc tàu ngầm ngoài khơi Satoshi lần lượt triệu hồi ra hai pokemon của mình là cua kingler và vịt nejiga rồi kết hợp cùng pikachu ra đòn phá vỡ bề mặt đá nhưng không thành Kasumi đề xuất ý kiến đó là cô và Satoshi sẽ sử dụng cần câu để câu Hô Ezu ra khỏi miệng hố. Satoshi liền gọi thêm Pokemon khác là Bailip ra và cùng với Hezakusa, hai người ra sức kéo Hô Ezu sau khi cậu ta đã ngậm mùi câu của Satoshi và Kasumi. Nhờ sự cổ vũ và giúp sức của các Pokemon khác, Hô Ezu cuối cùng cũng thành công thoát khỏi miệng hố. Tuy nhiên Hô Ezu vì quá vui mừng mà vô tình tiến hóa thành Walo rồi cứ thế mà bị kẹt vào trong một miệng hố khác lớn hơn. Satoshi nhận ra rằng Hoezu thì còn có thể câu được chứ nếu là Walo thì nhất định phải nghĩ tới phương án khác. Pikachu lúc này chợt để ý tới chiếc tàu ngầm của đội hỏa tiễn đang rình rập ở ngoài khơi. Cậu liền dùng điện áp của mình đe dọa nhóm hỏa tiễn và yêu cầu họ giúp đỡ một tay để giải cứu Walo. Đầu tiên theo kế hoạch hai Pokemon là Bailiff và Hezakusa cùng Satoshi sẽ tiếp cận Walo từ bên trong hàng. Còn Takeshi thì sẽ cùng các Pokemon Do Taito của mình cố định Walo thật chắc. Kasumi sẽ ra chỉ thị cho mọi người trên mặt đất và nhóm hỏa tiễn thì sẽ dùng hết sức chạy chiếc tàu ngầm coi kinh. Nhóm Hoezuko sẽ hỗ trợ cho đội hỏa tiễn từ phía sau. Trong khi đó nhóm Laplay sẽ hỗ trợ dưới nước, nhóm Kasumi thì hỗ trợ từ mặt đất. Tất cả sẽ cùng kéo Walo ra khỏi miệng hố. Nhờ sự đồng lòng của mọi người cuối cùng thì Walo cũng thoát khỏi miệng hố thành công. Tuy nhiên lối thoát hiểm trên vách hang đã bị chấn động bịt kín lại. Thủy triều lúc này cũng đang dần dâng lên và gây nguy hiểm cho Satoshi cùng các Pokemon khác đang ở bên trong hang. Lapley liền đóng băng mặt nước rồi nhờ lô đục một lỗ dưới lớp băng sau đó trượt vào bên trong hang động và giải cứu thành công cho Satoshi. Satoshi sau đó ôm Lapley và tạm biệt cậu dưới ánh hoàng hôn trước khi Lapley quay trở về với bầy đàn của mình. Nhóm Satoshi lúc này đang dừng chân tại một thị trấn vào buổi chiều tà sau khi đã ghé qua gian hàng và đợi Kasumi mua cho mình một cái kẹp tóc hình trái tim. Tại đây cả nhóm được nữ cảnh sát Chuno thông báo về sự bất thường xảy ra trong các ngôi nhà quanh đây. Sau khi điều tra một hồi thì họ phát hiện ra thủ phạm chính là Pokemon hệ Machu Peta theo lời của nữ cảnh sát Juno, Chupeta không hiểu vì lý do gì mà liên tục chạy vào hết nhà này đến nhà dân khác và ăn cắp những món đồ hình trái tim của họ. Thông qua từ điển Pokemon, Satoshi và những người bạn được biết Chupeta vốn là Pokemon sinh ra từ thú nhồi bông bị vứt đi. Cả nhóm cảm thấy tội nghiệp cho Chupeta và quyết định sẽ gặp chú Pokemon đáng thương này để giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện của mình chupeta lúc này đang ngồi trên một mái nhà và vô tình làm rơi tấm ảnh trung hợp thay nhóm satoshi đã lượm được bức ảnh này chupeta toan lao đến đòi lại bức ảnh thì chợt để ý tới chiếc kẹp tóc hình trái tim của kasumi chú pokemon mang ngay lập tức chuyển mục tiêu sang cô bé và rượt kasumi hòng lấy chiếc kẹp tóc bằng được satoshi thấy tình hình không ổn liền yêu cầu Gengar bám theo chupeta đang bỏ trốn anh tìm tới được căn nhà hoang nơi mà Chupeta sinh sống nhưng cậu đồng thời cũng mất dấu vết tại đây nên đành phải quay trở về. Lúc này nhóm Satoshi đang chăm chú xem tấm ảnh mà Chupeta đánh rơi. Sau khi hiểu được sơ sơ đầu đuôi câu chuyện, Kasumi quyết định rằng cô sẽ đưa cho Chupeta chiếc kẹp tóc hình trái tim của mình. Chupeta lúc này đang hồi tưởng lại quá khứ. Thì ra năm xưa khi gia đình cô chủ chuyển nhà đã vô tình làm thất lạc Chupeta tại căn nhà cũ. Tấm ảnh chụp chung giữa cậu và cô chủ cũ cũng là thứ duy nhất lưu giữ kỷ niệm của cậu nhóm Satoshi sáng hôm sau đã tìm tới căn nhà hoang và trao trả lại tấm ảnh cho Chupeta. Kasumi tặng cho Chupeta chiếc kẹp tóc hình trái tim của mình. Chupeta đeo chiếc kẹp tóc vào thì không khỏi giấu nổi phấn khích trực tiếp nhào lộn mấy vòng giữa không trung. Satoshi sau đó đề xuất cùng Chupeta đi tìm cô chủ cũ của mình. Tuy nhiên vì thời gian đã trôi qua khá lâu rồi và Chupeta cũng không còn nhớ rõ mặt của cô chủ nên việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn. Chu Peta buồn bã rời đi và ngồi trên một chuyến tàu trở tới thành phố khác mặc cho Genga đã bám theo và động viên cậu. Đột nhiên Takeshi suy đoán ra được rằng chính nữ nhân viên chăm sóc Pokemon Choi ở thị trấn này là cô chủ năm xưa của Chu Peta. Genga sau đó cùng với Satoshi lập tức phóng đi tìm Chu Peta và đưa cậu trở về gặp lại Choi. Cuộc đoàn tụ giữa cô chủ cũ và Chu Peta diễn ra vô cùng cảm động khiến cho ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Cuối cùng thì Chu Peta đã trở thành phụ tá đắc lực làm việc cho nữ nhân viên chăm sóc sức khỏe Pokemon Choi đội hỏa tiễn lúc này đang thất thểu băng qua khu rừng với cái bụng đói đột nhiên chú chim pokemon delibird xuất hiện trước mặt chúng và tiếp tế lương thực cùng những quả cầu chứa các pokemon cũ mà đội hỏa tiễn đã từng thu phục được trước đây delibird lôi ra một bức tượng xếp của đội hỏa tiễn là sasaki theo lời sasaki thì ông ta quyết định giao lại các pokemon mà musashi và kochizo đã từng thu phục được để chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý chúng đội hỏa tiễn liền nhanh chóng vạch ra một chiến lược tóm gọn pikachu của satoshi để tặng lại cho ngài sasaki nhóm Satoshi lúc này đang trên đường đi ngang qua khu rừng rậm thì bắt gặp Pokemon Maene. Thì ra Maena đã làm theo lời cô Chizô đóng giả vào vai Pokemon muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đội hỏa tiễn và muốn nhóm Satoshi cứu giúp. Qua đó sẽ dễ dàng gặt hái được lòng tin tưởng của bọn họ. Đội hỏa tiễn sau đó cũng có mặt và bắt đầu màn kịch của mình cùng với Maene. Quả nhiên nhóm Satoshi không mảy may chút nghi ngờ và ra sức bảo vệ Maene khỏi đội hỏa tiễn. Pikachu dùng điện 10 vạn vôn và thổi bay những tên phản diện sau đó cùng với nhóm Satoshi đưa Maene -E tới điểm hẹn gặp của cô. Trên đường đi cả nhóm đụng độ với các Pokemon của đội hỏa tiễn và lần lượt từng người Takeshi. Kasumi phải tách nhóm để chiến đấu với chúng. Sau cùng đến cả Satoshi cũng phải ở lại cầm chân kẻ thù để Pikachu và Maene -E chạy thoát. Khi Pikachu và Maene -E tới được điểm hẹn thì cũng là lúc kịch đã hạ màn. Maene trở -E mặt và tóm chặt Pikachu để cô Chizô bắn lưới tóm gọn. Tuy nhiên Pikachu đã may mắn vùng ra và chạy thoát thân. Mặc dù vậy cậu vẫn bị các Pokemon của đội hỏa tiễn bao vây tứ phương tám hướng. Đúng lúc này Latias từ trên cao quan sát tất cả và gửi những hình ảnh này tới tâm trí của Satoshi. Satoshi liền ba chân bốn cẳng chạy tới chi viện. Tuy nhiên đám Pokemon của đội hỏa tiễn đã cùng nhau tổng tấn công phóng ra một đòn trưởng lực về phía nhóm Satoshi. Mặc dù đòn tấn công đã đánh trượt nhưng nó lại va vào một gốc cây gần đó và khiến cho chú lười na Makezo bị hất văng lên. Satoshi trực tiếp lao lên và ôm chầm lấy Namakezo. la Latias lúc này không thể làm ngơ liền bay đến đón lấy cả hai rồi đáp đất an toàn. Latias quay sang đội hỏa tiễn và kích hoạt siêu năng trực tiếp thổi bay đội hỏa tiễn cùng những Pokemon của chúng. Đội hỏa tiễn sau khi bị đánh bại thì tranh cãi với nhau vô cùng nảy lửa. Sau một hồi suy tính, Musashi, Kochizo và Mèo Nia nhận ra đã đến lúc nói lời chia tay. Cả ba người sau đó liền mỗi người một ngả mà rời đi. Latias lúc này cho nhóm Satoshi coi một ảo ảnh về người bạn của mình là Latios hiện đang bị giam cầm trong một tòa nhà kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Theo chỉ dẫn của Latias, nhóm Satoshi nhanh chóng phóng đi tìm kiếm người bạn Latios hiện đang gặp nguy hiểm. Giữa chừng thì sóng tâm thức của Latios lại đột ngột kết nối với Latias và Satoshi đã chứng kiến được cảnh Latios lúc này hiện đang bị một tên thợ săn Pokemon truy lùng. Giữa chừng thì sóng tâm thức của Latios lại đột ngột tắt lịm, Latias sốt ruột bay vòng quanh không trung vì lo lắng cho bạn mình. Takeshi nói với Satoshi rằng cả nhóm nên dừng chân và cắm trại qua đêm rồi hãng lên đường tìm Latios vào sáng mai. Tối đó Latias vì lo lắng cho bạn mình là Latios mà không màng ăn tối. Satoshi đành phải ra động viên cùng với Takeshi và cho rằng Latias phải ăn nhiều thì mới có sức để bay mà giúp người bạn thân của mình được. Sáng hôm sau, Latias đang nằm ngủ cùng nhóm Satoshi thì bất chợt cảm nhận được tâm thức do Latios chuyển đến. Cả bọn sau đó liền nhanh chóng thu dọn và lên đường đi theo Latias, không may thay. Tất thảy hành động này của nhóm Satoshi đã bị tên thợ săn Pokemon phát hiện ra. Latias dẫn nhóm Satoshi tới một hang động. Tại đây cả nhóm gặp được Latios đang ngâm mình trị thương nhờ dòng suối ngầm. Latios tỏ ra cẩn trọng trước nhóm Satoshi và lập tức lao vào tấn công họ mà không một lời giải thích, buộc lòng Pikachu phải ra tay ngăn cản. Đúng lúc này tên thợ săn Pokemon xuất hiện và tóm gọn cặp đôi Latias cùng Latios thì ra có rất nhiều người muốn mua lại cặp Pokemon huyền thoại này với giá rất cao vì ngoại hình xinh đẹp của chúng. Hắn bắt Latias làm con tin và chĩa súng đe dọa Latios nếu cử động thì sẽ xử người bạn của mình. Satoshi không chịu được chuyện bất bình liền lao đến vật lộn với tên thợ săn Pokemon. Tuy nhiên hắn vẫn kịp thời sử dụng khẩu súng áp chế khiến Latias trở nên bất động rồi nhanh chóng bắt lấy Latias và rời đi. Satoshi liền cử Osubame bám theo còn cậu và những người khác tiến hành trị thương cho Latios sau khi trị thương xong latios liền dẫn dắt cả nhóm tới chỗ tên thợ săn pokemon lúc này osubame đang ra sức cầm chân hắn tại bờ biển tuy nhiên cậu đã bị ăn một tia hóa đá từ vũ khí của hắn và không thể di chuyển được nữa ngay cả pokemon rắn sắt của takeshi cũng chịu chung số phận satoshi chợt nhận ra cách hóa giải áp chế chính là phá hủy khẩu súng của tên thợ săn pokemon latios trực tiếp xông đến hất vang latias ra khỏi tay hắn pikachu sử dụng đuôi sắt thành công chém nát khẩu súng của tên thợ săn pokemon Latias và các Pokemon khác của nhóm Satoshi cũng đã trở lại như trước. Tên thợ săn Pokemon cũng đã bị nữ cảnh sát Chuno tóm gọn và chịu thua hoàn toàn. Nhóm Satoshi sau đó đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt với cặp đôi Latias và Latios. Cuộc hành trình của bộ ba Satoshi, Takeshi và Kasumi cũng đã tới hồi kết. Sau khi chia tay hai người bạn thân của mình, Satoshi liền trở về căn nhà thân thương nơi có người mẹ hiền đang chờ mong cậu. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm cùng với Pikachu, Satoshi liền ra dùng bữa ăn tối vô cùng thịnh soạn mà mẹ cậu đã chuẩn bị cho đứa con trai của mình. Sáng hôm sau cậu tìm tới phòng nghiên cứu của giáo sư Okido. Satoshi tới viện nghiên cứu của giáo sư Okido và gặp lại anh Kenchi. Kenchi nói rằng mình đang đi làm một số việc vặt cho giáo sư và sẽ vắng nhà một lát. Phần còn lại xin nhờ vào Satoshi khi bước vào trong phòng nghiên cứu. Satoshi nhận thấy giáo sư Okido đang loay hoay tìm thứ gì đó. Satoshi và các Pokemon của cậu sau đó liền nhanh chóng tản ra và đi tìm Hitokage cuối cùng cậu phát hiện ra hitokage đang nằm dưới một cái hang và đưa chú pokemon này lên khi trèo lên miệng hang thì cậu được người bạn cũ là shigeju đưa tay ra giúp đỡ shigeju nói rằng mình còn có công việc nên cần phải rời đi sớm và chúc mừng satoshi vì đã trở thành nhà vô địch cậu tự hỏi satoshi sau khi trở thành nhà vô địch rồi thì còn cách bao nhiêu để chạm tới danh hiệu pokemon master nữa satoshi nghe được câu hỏi này thì trong lòng có chút trầm ngâm một thời gian ngắn sau khi nghỉ ngơi ở ngôi nhà của mình và một buổi sáng nọ như mọi hôm Satoshi thức dậy và xin phép mẹ đi vào rừng Tokiwa. Cuối cùng thì cả ba người đã chịu làm hòa và đội hỏa tiễn chính thức tái xuất giang hồ. Cả ba liền xông vào bắt gọn Pikachu bằng chiếc lưới phóng của mình. Satoshi toan giải cứu Pikachu thì chợt nhận ra cậu đã để toàn bộ Pokemon còn lại của mình ở chỗ giáo sư Okido. Đúng lúc này chú Pokemon mà cậu đã thả năm xưa là Pichot xuất hiện và giải cứu Pikachu thành công. Pikachu sau đó sử dụng điện 10 vạn vôn trực tiếp thổi bay nhóm hỏa tiễn mặc dù bị đánh bại lần nữa nhưng chúng vẫn đoàn kết và cùng nắm tay nhau thề rằng nhất định lần tới sẽ phục thủ thành công ngày hôm sau satoshi và pikachu lại đi dạo quanh rừng trên đường đi thì trời đổ mưa to khiến cả hai phải trú tạm dưới một gốc cây satoshi đột nhiên nảy ra suy nghĩ cậu nói rằng mình muốn đi nhiều nơi hơn và gặp gỡ các pokemon khác nữa satoshi nói rằng mình muốn làm bạn với các loài pokemon trên khắp thế giới với cậu đó chính là danh hiệu pokemon master mà satoshi hằng ao ước cơn mưa cuối cùng đã tạnh Satoshi và Pikachu nhanh chóng quay trở về nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình của mình. Ngày hôm sau, cậu đã xỏ đôi giày mới mà mẹ mình mua cho và rời đi từ trước cả khi bà vào phòng để gọi cậu dậy. Và thế là cuộc hành trình giữa Satoshi và Pikachu cùng sự bám đuôi của đội Hỏa Tiễn lại tiếp tục được bắt đầu.